Đấy, cứ hàng chiều thì cứ em cứ lên cho bác một một số mặt hàng bắt đầu nhanh tay thì bác ấy lấy nhá. Đấy, xếp thì nó không thẳng hàng đâu. Nhưng mà tiền bác gửi cho em là em xếp rất là gọn. Đây xem nào. Trong này có 3 à 2 đô la, 3 mã JBL luôn. Đặc biệt là có dòng center JBL. Những mức giá này các bác giật mình hết. À, mic có này, đẩy liền vang và con autocom nữa. Em vào nhá. Riêng con đẩy liền vang này thì em Tuấn đã giới thiệu cho bác rồi. Tuần trước nó về được gần chục con thì hết hết sạch luôn. À, trưa hôm nay còn con đúng con cuối cùng là chuyển cho một bác gì Bắc Ninh ấy. Anh gì Bắc Ninh lấy cái bộ mới lại đánh BMW 850 đấy. Đấy con này riêng dòng này các bác đánh hai con bát 30 thoải mái cho em nhé. Bao mic hay echo hay. Con này có cả thì tóm lại là riêng con này không phải chê cái gì cả. Chỉ cần mua đúng con này về cắm mic vào là hát, bởi vì nó có đẩy liền vang. Bao hay hết cho bác, mức giá 4 triệu 6. Con đẩy này đã có clip giới thiệu rồi. Đã có cả bản test đánh cả BMW 850 trên kênh rồi. Dòng này thì không có nhiều, nói luôn là không có nhiều. Không có nhiều ạ. Đấy. Thế thôi. Nhá, con này 4 triệu 6, giá thì vẫn như cũ rồi. Sang đến đây, đó là bộ mic Shure. Con mic Shure bác nhìn em nhá. Mic Shure BLXC10. Bộ mic Shure này để các bác mức giá 2 triệu 6. Mic Shure 2 triệu 6 nhé. Nhé. XC10. Đây đây. XC10. Để các bác mức giá 2 triệu 6 bộ mic này. Nhé. 2 triệu 6. Shure này. Sang đến đây. Con này bác nào đang tìm nhé, đang săn tìm. Con này này, bác nhìn nhé. Bác đang tần tìm con này nhé, Autocom này. Pro XL MDX1600. Con này nó gọi là con nén tiếng hay con hóng tiếng gì đấy. Con này tất cả cái đèn tia của nó theo theo dải đây rất là đẹp nhé. Tất cả cái dãy trên này nó có đèn tia hết. Đấy. Được chưa ạ? Đấy, bác nhìn đây. Autocom. Bắt đầu nó đang cần con này thì liên hệ với em Tuấn, nhanh thì kịp, có đúng một con. Hàng này có kiếm nước bó tay. 2 triệu 9 con này. Nhá, tất cả vỏ nhôm hết. Đây. Quay đằng sau cho bác xem nữa này. Đằng sau cổng ăn chơi của nó đây. Bác nhìn nhá. Các khẩu ăn chơi của nó. Em đi thật chậm cho bác nhìn bác đọc nhá. Đây ạ. Đấy. Đây ạ. Ok chưa? 2 triệu 9. Con nào cần con này. Sang đến đây là con Center JBL. Riêng Center JBL. Dòng này báo cáo bác là bao phê cho bác nhá. Center JBL đấy ạ. Center JBL này mức giá sập sàn cho bác 1 triệu 900 nghìn. 1 triệu 980 nghìn một chiếc. À, Center thì nó là một chiếc rồi bác. Không bao giờ Center, không bao giờ đi một đôi. Đúng chưa? Center ạ. Đây là model của nó đây. Đó là Center JBL L3. Con này công suất max của nó là 200W, trở kháng 8 ohm. Hàng made in USA. Made in USA. 200W con Center này. Những con này các bác nào mà có phòng hát karaoke hoặc phòng nghe nhạc, trừ loa full, ví dụ có đôi bát full 40 rồi hay karaoke hay tất cả những dòng karaoke bác cần con này Center nữa thì chấm hết hết thuốc nhé. 1.980.000 một con Center này. Ok chưa? 1.980. Sang đến đây. Đôi JBL này thì có duy nhất một đôi này bát 30 nhé. Có duy nhất một đôi, không có nhiều. Nặng quá, nặng lắm. Con JBL này, đôi JBL này mức giá 6 triệu 9 nhé. 6 triệu 9. À, con này bát 30 này. Một chung này. Một tép họng kèn, một chung kèn. Đấy. Bác nào cần củ giới thiệu gửi củ loa ra thì em gửi củ loa cho. Gửi ảnh vào Zalo em gửi cho. 6 triệu 9 có duy nhất một đôi. Những dòng này thì chấm hết rồi, không nói nữa. Vỏ màu à, ghi bạc lông chuột như kiểu. Đây là đôi loa JBL KI512. KI512 bác nhé. KI512. Dòng này chấm hết nhé. Duy nhất một đôi. Các bác có thể chỉnh chế độ dưới này. KI512. Karaoke thì chấm hết luôn. Đấy. 6 triệu 900 nghìn. 6 triệu 900 nghìn. Được chưa? Bác nào cần về hình thức củ thì gọi em gửi củ nhé. Và sang đây nữa. Đây là một dòng loa JBL, dòng loa bình dân cho bác. Con này cũng bát 30. Đây. Dòng này cũng là bát 30 nhé. Bát 30.
hết kèn. Ở những đây là những dòng bình dân cho các bác có điều kiện kinh tế thấp nhưng muốn một đôi loa có công suất mạnh, bát ấm, đặc biệt là giá tiền thấp để hợp với túi tiền, thì các bác cứ lấy những dòng này, bác nghe nó ấm, bát nó dày, nó ấm nhá. Còn nếu mà lấy những cái dòng cao cấp quá thì tiền của mình, cái mức túi tiền của mình nó không đáp ứng được, bác lấy hàng này cho rẻ tiền. Dòng này có mức giá là 3,3 triệu một đôi này. Con này bát 30 ạ. Đấy, nó đây, nó vẫn là đây, đây hình thức nó đây. Thì nó thiết kế là đằng sau là hai lỗ thông hơi phía sau này, nó thiết kế là hai lỗ thông hơi phía sau. Con này là con JBL KI82T80, được chưa? Dòng này các bác về các bác phang karaoke thoải mái cho em, không cần súp, phang dã chiến cho em. 3,3 triệu một đôi này, 3,3 triệu một đôi, bát 30. Bắt đầu đây cho bác nhìn này, đấy 3,3 triệu một đôi này, bát 30. Bác nào có tiền kinh tế thấp mà muốn đáp ứng cái dòng nghe nhạc cũng như là hát karaoke uy lực thì lấy đôi này, giá tiền bình dân. Đấy, dòng này. Và ví dụ như một đôi này 3,3 triệu, mới lại bác lấy một con đẩy liền vang kia. Đẩy liền vang này thì nó hơn 4 triệu rồi. 3,3 triệu mới 4 là 7, thì trong vòng nó chưa đến 8 triệu. Chưa đến 8 triệu là các bác đã được một con đẩy kia mới lại một đôi JBL này rồi. Là về báo cáo các bác là cũng nghe hay rồi. Hát xõa rồi. Còn ví dụ như những đôi này thì hàng cao cấp quá thì nó liên quan đến 6 triệu 9, hơn 6 triệu. Thôi bác nào có điều kiện kinh tế nó phù hợp thôi, nó phù hợp với bác ạ. Còn loa thì nó bạt ngàn lắm. Có những đôi loa JBL, những model nó đắt tiền lắm, model đắt tiền lắm. Còn những đôi này là họ, những đôi loài này dành cho các bác nào có điều kiện kinh tế thấp, hợp túi tiền, chơi hay bày đẹp, tóm lại như vậy. Còn các bác chơi hàng hãng thương hiệu hơn thì còn nhiều dòng lắm. Bác cần loa Mỹ, loa anh em đều có hết nhé. Được chưa? Vừa rồi em giới thiệu cho bác cái clip nha, bí nhiêu sản phẩm đấy. Và đặc biệt là các bác không cần rườm rà nhiều, có nhiều bác là phải mua đẩy, mua vang để ghép. Bác chỉ cần mua riêng con này cho em thôi, có đường đẩy, có đường vang. Con PX16 này này, 168 này này, con này đặc biệt là con này nó có luôn cả cầu, bác nhìn nhé. Con này hai cầu loa này thì bác đánh được hai đôi bát 30 rồi, ok rồi nhé. Đặc biệt nhưng nó lại có cái đường ao ra này, đây là đường ao ra, và có thể chỉnh to nhỏ thì bác có thể cắm đường súp vào đây ra, chỉnh to nhỏ ở đây nhé. Đấy, nó rất là hay. Kể cả có đường music này nó có thể chỉnh to nhỏ ở đây. Có nhiều bác về vô tình mà ai vặn cái này nhỏ quá, thế là bác không vặn to được, bác cứ bảo nó công suất nó bé là không được nhé, để ý nhé hộ em. Đấy, được chưa ạ? Đấy, ok chưa ạ? Đấy, còn về mic đây, mic thì con này có đây, hai cần anten của nó đây, hai cần anten liền theo nó luôn. Vừa rồi là giới thiệu cho bác đấy, center kia là một chiếc là 1,980 triệu. Riêng center thì nó chỉ đi một chiếc, còn bác nào có điều kiện mua hẳn hai chiếc loa center để về làm loa nghe nhạc thì quá đi. Thế nhá. Thôi về đi. Đấy, vừa rồi em giới thiệu cho bác một số mã, bác nào có nhu cầu liên hệ. Chào các bác.